Hello. Sau một lần test tốc độ Gonhaya Turbo này thì mình nảy ra một ý định là mình sẽ test từng cái loại vỏ để mà trên cái xe mô tô nè, từng nhãn hiệu. Ví dụ như cái này mình đang test, một cái cặp Ryvi Rosso 3. Cái Rosso này là cái gọi là cái bán chuyên cấp, nghĩa là có thể chạy trong trắc được, mình cũng có thể chạy đường phố được đó. Thì cái dòng Rosso 3 này nó tự tự như là Super Corsa đó đó. Thì cái Super Corsa thì nó lại chuyên hơn, nó chỉ chạy trắc thôi, chạy trắc nó sẽ hiệu quả hơn thằng này một chút, cũng không những 90 thôi, chạy đường phố nó sẽ thua thằng này đó. Thì mình sẽ test những cái dòng vỏ của những cái hãng đường trường thì không nói rồi, nhưng mà cái đường áp lực đó, chạy những cái tua cao, gia tốc lớn, những cái đường truck của nó như thế nào, mình sẽ review lại cho anh em xem cái độ hiệu quả của nó. Bỏ sim vậy ta? Bỏ sim rồi, anh coi sim rồi. Anh thấy cái nắp nhớ cũ ở trong cái thao đồ ốc ốc zin á. Thì mình sẽ review từng cái vỏ xong rồi mình sẽ báo lại nè. Em cân đúng hơi không? Cân nó 2,9. Mi cao cái gì? Dạ. 2,9. 2,6 thôi. 2,6. Đúng của nó có 2,8 à. Nhưng mà cái này cái máy mình mạnh quá, mình với lại mình chạy tốc độ gia tốc nó lớn quá, nó sẽ nở không khí ra, nó sẽ căng lên nữa, nên mình phải giảm xuống một chút, một phần ở đây cho độ ma sát nó cao hơn chút, phần là cho nó còn đỡ không khí nữa, không có bơm căng quá. Hạ xuống 2,6 rồi, ở bên trước 2,4 nha. Chuẩn một cái vỏ là trung bình nha, chuẩn một cái vỏ trung bình là ở sau là 2,8, ở trước là 2,5, nhưng mà do một phần là trọng lượng của người này này kia như mình đó, thì mình sẽ giảm nó xuống khoảng 1-2 lạng. Đây là cái vỏ này là xe Haya là nó xài bánh 200, nên là mình đi cái vỏ 255/17 EZR này là cái ký tự dành cho cái xe chạy trên 270 km/h, 270 hay 280 gì đó, nằm trên cái phân khúc đó thì chạy cái này nó chịu được cái áp lực đó. Đó, hoặc là cái 78W này, 8 lít liều này, Diplo Rosso 3 lột tay mới ra luôn. Thì giá một cặp vỏ này là 9 triệu mấy đó anh em. Tuổi thọ của cái vỏ này á, thì cũng cao lắm, nó được tầm mười mấy ngàn cây lận, mười mấy 20 ngàn á, ở tầm 17-18 ngàn là chuẩn. Phai tiếng Anh không có như bắp. Đây là cái dòng vỏ mà Rosso thế hệ mới nhất rồi đó, Rosso 3 rồi đó. Đó, sau đó là Rosso 2, Rosso 2 đi đã đạt rồi, này là Rosso 3. Coi xem nha. Mình có đang bán mấy cái vỏ giá rẻ 190, 120 của Continental, cũng của Đức á, thì anh em ủng hộ giá nó chỉ có 4,2 triệu một cặp là giá bán lẻ, chưa có công ráp. Và cái thứ hai nữa là khi mà anh em mua từ 3 cặp đến 5 cặp sẽ có giá sỉ tầm có 3 triệu mấy thôi nha, tùy theo số lượng mà anh em mua, càng nhiều nó sẽ càng rẻ. À, chỉ có còn lại số lượng là 10 cặp thôi, mình mới vét kho rồi, còn có 10 cặp 190, 120 và 3 cặp 160, 120.
Cảm ơn anh em theo dõi nha.